thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Thái Phạm. Và ngày hôm nay tôi mặc áo đỏ. Và thường áo đỏ thì sẽ khá là may mắn cho tất cả những bạn xem cái channel của tôi. Thành thử ra tôi mặc áo đỏ cho các bạn cảm thấy may mắn khi xem cái video này ha. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là huấn luyện bộ não để kiếm tiền. Wow, huấn luyện bộ não để kiếm tiền là cái gì? Tại sao chúng ta lại chọn chủ đề huấn luyện bộ não để kiếm tiền? Và tại sao tôi lại chọn chủ đề này để trao đổi với các bạn? Bởi vì sau khi tôi đăng cái video đó là các cái cách làm thêm để kiếm tiền, hay cách để kiếm tiền và kiếm được rất nhiều tiền hay nhiều tiền từ bàn tay trắng, thì xin lỗi các bạn là cái video đó, cái tiếng của cái video nó bị vang một chút, cho nên nó nghe hơi đau đầu. Thì tôi rút kinh nghiệm và đã chọn lựa lại để làm sao cho cái video lần này tiếng nó trong hơn nha các bạn ha. Và khi tôi đăng cái video đó xong thì có rất nhiều ý kiến phản hồi và rất thích những cái video dạng như vậy. Và tôi muốn nói với các bạn rằng là you have to get the fucking jobs. Tức là bạn cần phải có một cái công việc, một cái công việc, bất kỳ một công việc chó chết nào đó mà bạn cần phải có. Đó là cái bước đầu tiên mà bạn muốn đạt được sự tự do về mặt tài chính. Bạn biết không, tất cả những sự tự do về mặt tài chính hay tất cả những lời nói muốn giàu có, nó chỉ là lời hứa suông, là lời chém gió cho nó sang mồm nếu như các bạn không thực sự làm. Bởi vì nếu không làm mà đòi muốn có ăn thì điều đó là chỉ là người mộng du và mộng tưởng, đúng không? Cho nên là có rất là nhiều bạn nói với tôi rằng là anh ơi, bây giờ em ù lì quá, giờ anh phải làm sao làm một cái video để cho em có thể hiểu là bây giờ bộ não của em cần ăn cái thức ăn gì, cần phải làm gì để huấn luyện nó, để nó có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Do đó thì ngày hôm nay tôi làm cái video là huấn luyện bộ não để kiếm tiền. Và định đề của nó là gì? Định đề của nó là, các bạn biết không, Albert Einstein, một trong những nhà khoa học gia và là một trong những người vĩ nhân có ảnh hưởng lớn nhất đến thế kỷ 20, đã từng nói rằng là trí tưởng tượng thì quan trọng hơn đó là kiến thức của chúng ta. Và các bạn biết không, bởi vì khi mà Albert Einstein nói được điều đó, có nghĩa rằng một điều, ông hiểu được quy luật của sự hấp dẫn. Ông hiểu được một điều rằng là khi mà bạn luôn luôn tưởng tượng, bạn biết, bạn hình dung, bạn nhắm mắt lại, bạn hình dung, bạn để cho cái tiềm thức của bạn hoạt động, thì bạn sẽ hấp dẫn được những cái thứ may mắn đến với mình, bạn sẽ hấp dẫn được sự giàu có đến với mình. Và khi bạn để não bộ bạn hoạt động thì lâu dần dần dà bạn sẽ thấy rằng là não bộ của bạn sẽ được cấu hình để mà hấp thu những kiến thức, những cái nội dung hay là những cái sự việc xảy ra trong thực tế mà có liên quan tới việc làm giàu và kiếm tiền của bạn. Đó, đó là cái tầm quan trọng của việc tưởng tượng. Nó quan trọng hơn kiến thức rất là nhiều. Tôi đã từng nói một lần rằng nếu như bạn mặc áo đỏ, ngày hôm nay nếu bạn mặc áo đỏ, bạn sẽ nhìn thấy tôi mặc áo đỏ và bạn tình cờ phát hiện ra, ô, anh Thái mặc áo đỏ giống mình ngày hôm nay. Ok, nếu bạn đi một cái xe Yamaha thì bạn, chẳng hạn xe Novo chẳng hạn, đi ra đường, bạn sẽ luôn luôn để ý thấy, ô, cái người này cũng đi Novo giống như mình, người này cũng đi xe giống như mình, giống đang chạy xe màu đen, Yamaha màu đen Novo giống như mình. Wow, đó là sức mạnh của sự tập trung và chú ý và sự tưởng tượng. Do đó, Albert Einstein đã nói, tưởng tượng nó quan trọng hơn là kiến thức. Và chính bởi vậy, cho nên bước đầu tiên của bạn, bạn phải tưởng tượng và hiểu được mục tiêu của bạn về mặt tự do tài chính là cái gì. Nào, bước 1 để huấn luyện não bộ có thể kiếm được tiền ngay cả khi bạn đang ngủ, và huấn luyện nó để nó có thể hấp lực được những cái vật may mắn, những thứ may mắn và những điều may mắn trong cuộc sống, nó khiến bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn sau này. Đó chính là ở câu chuyện bạn phải hình dung mục tiêu cụ thể của bạn là gì. Mục tiêu cụ thể của bạn đó là, ồ, mình muốn kiếm một căn nhà ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, hay mình muốn mua một căn biệt thự ở Eco Park Hưng Yên, hay mình muốn mua một cái căn nhà khoảng 3 tỷ ở nội thành thành phố Hà Nội, hay là nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể mục tiêu đó là bao nhiêu tiền, căn nhà đó rộng bao nhiêu mét vuông, nó ở đâu, và sẽ có ai sống trong căn nhà đó.
mục tiêu của nó phải rất rất cụ thể. Và khi bạn hình dung được cái mục tiêu cụ thể đó thì bạn mới có thứ để neo đậu cái não bộ của mình hướng tới. Tôi không dạy bạn những cái thứ nó giống như là cuốn The Secret nó nói hãy nắm tay lại, cầu nguyện và nói chúng ta sẽ giàu, chúng ta sẽ giàu, chúng ta sẽ giàu là sẽ giàu. Tôi đang dạy bạn để huấn luyện não bộ của bạn phục vụ cho việc chúng ta sẽ kiếm rất nhiều tiền như thế nào. Não bộ có một vai trò rất quan trọng trong việc hình dung. Và đó là lý do tại sao cái bước 1 của bạn, bạn phải rõ về mục tiêu. Mục tiêu của mình càng quyết liệt, mục tiêu của mình càng rõ ràng, mục tiêu của mình càng đậm thì não bộ của mình nó sẽ ăn sâu vào. Các bạn thấy không? Nếu như mà mục tiêu của chúng ta nó không rõ ràng, sự rõ ràng không rõ ràng nó sẽ giết chết tất cả những động lực. Sự rõ ràng nó sẽ khiến chúng ta ngày càng hiểu chúng ta muốn gì và mục tiêu đó là bao nhiêu. Tôi nói thí dụ ha, mục tiêu của tôi luôn luôn rõ ràng, đó là tôi muốn giúp 2 triệu thanh niên Việt Nam thay đổi cuộc sống của họ và trở nên tốt hơn. Đấy là mục tiêu trong dài hạn. Một con số rất cụ thể đó là 2 triệu người. Nếu tôi nói quỹ Happy Life Foundation của tôi, mục tiêu của nó là giúp 1 triệu người Việt Nam sống một cuộc sống tốt hơn, hoặc có một bữa ăn miễn phí, hoặc là có những cái bữa ăn ngon hơn. Mục tiêu của nó rất rõ ràng. Nhưng các bạn biết không, tôi hình dung nó là 2 triệu người, 2 triệu thanh niên, nhưng tôi không có ảo tưởng rằng tôi sẽ giúp được 2 triệu thanh niên đó trong một năm, hay trong nửa năm, hay trong một tháng. Mà tôi có một cái mục tiêu 2 triệu đó, 2 triệu con người để giúp đỡ. Nó là mục tiêu trong suốt cái cuộc đời, hành trình của tôi. 2 triệu thanh niên trong số 50 triệu thanh niên hiện tại. Và mỗi một năm, tôi có mục tiêu giúp đỡ trực tiếp 20.000 người. Và trong 5 năm, tôi sẽ có mục tiêu giúp đỡ 100.000 người thanh niên Việt Nam. Đó là cái điều mà tôi nói với các bạn là một sự rõ ràng trong mục tiêu. Đấy là điều thứ nhất. Cái bước thứ hai để có thể huấn luyện được bộ não để kiếm tiền, đó là bạn hãy đọc đi đọc lại mục tiêu của mình. Sau khi xác định được một mục tiêu rõ ràng, và mục tiêu nó càng rõ ràng, càng cụ thể, càng có thể cảm nhận được, sờ nắn được và thấy được, thì bây giờ bạn phải đọc lại mỗi ngày. Bạn hãy dành 5 phút, 10 phút mỗi một ngày. Đặc biệt liên quan đến tiền bạc, bạn hãy dành 5, 10 phút mỗi ngày trước khi các bạn ra khỏi nhà, hoặc là ngay khi bạn mới vừa dậy và sau khi bạn về nhà, trước khi bạn đi ngủ, bạn đọc lại. Đọc lại mục tiêu của mình. Nó có một cái vai trò vô cùng quan trọng trong việc các bạn có thể tưởng tượng được ra mục tiêu. Sau khi tưởng tượng được ra mục tiêu thì bạn sẽ hình dung được nó như thế nào. Và bạn hình dung là bạn có cái số tiền đó, bạn có một cái căn nhà đó, bạn có một chiếc xe đó, bạn có một cái cô vợ đẹp đó, bạn có những đứa con ngoan như vậy. Bạn hình dung nó như thế nào? Và sau khi bạn có thể tưởng tượng được, bạn hình dung được, thì thông thường não bộ của bạn nó sẽ tiết ra một cái loại hoạt chất mà bạn có thể cảm nhận được. Đó chính là sự kỳ diệu của não bộ. Và đó là lý do tại sao Albert Einstein nói rằng tưởng tượng thì quan trọng hơn kiến thức rất là nhiều. Bởi vì kiến thức chúng ta đọc để biết nào, chúng ta nhìn vào trong máy tính, hay là chúng ta đọc một cuốn sách, chúng ta biết cái kiến thức đó nó nói về điều gì, chúng ta chỉ biết thôi. Nhưng nếu không được lặp đi lặp lại, được đọc đi đọc lại mỗi một ngày, 5 phút, 10 phút mỗi một ngày, trước khi chúng ta ra khỏi giường, sau khi chúng ta về nhà và trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta đọc lại và hình dung rõ cái mục tiêu của mình. Chúng ta không tưởng tượng được nó, chúng ta không hình dung được khi chúng ta đạt được cái cảm giác, cái trạng thái đó thì cái cảm giác, cái cảm xúc của chúng ta như thế nào. Và tôi luôn luôn nói với mọi người rằng là hãy gắn cho tất cả những hoạt động của chúng ta, những mục tiêu của chúng ta với một cái cảm xúc. Là cái cảm xúc nó càng mạnh, cảm xúc nó càng mạnh thì cái mục tiêu nó càng gần chúng ta hơn bao giờ hết. Bởi vì như tôi nói với các bạn, nếu mà ngày hôm nay tôi nói với các bạn rằng là tôi đánh bạn, tôi nhìn vào cái camera tôi nói này, tôi đánh bạn, bạn sẽ chẳng cảm nhận cái gì cả, đúng không? Bạn nghĩ rằng là tôi nói dốc, nói dối và nói xạo cho vui, phải không? Nói tôi đánh bạn, bạn không cảm nhận được. Bởi vì bạn ngồi trước camera, bạn đang xem video, ông này làm sao ông đánh được mình. Nhưng này, hãy hình dung, bây giờ tôi nói các bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng này. Anh Thái hay ông Thái đang cầm một
cái cây gậy rất to, đầu bọc sắt, một cái cây gậy bóng chày rất to, đầu bọc sắt bóng loáng. Và cái cây gậy đó nó rất nhiều đinh cắm ở trên đầu cây gậy. Và ông ấy đang hình dung, bạn đang hình dung ông ấy từ từ bò phía sau của mình, cầm cây gậy đập vào gáy mình một phát rất là mạnh. Khi bạn nhắm mắt lại bằng tưởng tượng, ồ, tôi mô tả cho bạn để bạn thấy rằng khi bạn thấy tôi cầm một cái cây gậy có gắn rất nhiều đinh, sắt rất nặng, và ở phía đằng sau của bạn, bạn hình dung tôi đập đầu vào đầu gáy của bạn, bạn sẽ thấy, ôi, thật là đáng sợ, sao ông này ông bạo lực như vậy, đúng không? Đó là tác động của cái việc hình dung và gắn cảm xúc của mình vào một cái hành động cụ thể. Và việc làm giàu của các bạn cũng vậy. Nếu các bạn chỉ nói, ôi, anh bảo là một mục tiêu cụ thể, một mục tiêu cụ thể nó có thể là 1 triệu đô, 2 triệu đô, thậm chí là 100 tỷ tiền Việt đi, cho nó oách. Đằng nào cũng bảo là mục tiêu cụ thể mà. Em muốn 500 tỷ luôn, hay là 5.000 tỷ luôn, hay 500.000 tỷ giống như tỷ phú luôn, cho nó cụ thể. Không đúng. Huấn luyện bộ não như vậy không đúng. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được cái số tiền đó nó sẽ chuyển hóa thành những cái vật dụng gì, thành những thứ bạn sở hữu như thế nào, thành những con người bên cạnh bạn ra làm sao, cái cảm giác, cái ngất ngây, cái cảm xúc gắn kết với nó là gì. Nếu bạn không hình dung được, bạn sẽ không huấn luyện lại bộ não kiếm được tiền. Do đó, tất nhiên chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta cũng đừng quá bay. Bởi vì nếu không chúng ta sẽ trở thành những kẻ ảo tưởng. Và tôi không bao giờ dạy ai để trở thành những người ảo tưởng. Tôi nói đối với tôi, tất cả những lớp huấn luyện của tôi, dù đó là công phu chứng khoán hay thiết kế cuộc đời thịnh vượng, thì tất cả những lớp của tôi đều hướng tới kết quả. Và gắn với Thái Phạm là gắn với kết quả, không nói suông. Gắn với Thái Phạm là gắn với công cụ và chiến lược để thực hiện mục tiêu, chứ không phải là chỉ ok, nắm tay nhau cùng khấn và nói rằng ồ, tôi sẽ giàu, tôi sẽ giàu, tôi sẽ giàu, tôi sẽ là triệu phú đô la, tôi sẽ có 20 tỷ, 30 tỷ, 40 tỷ, 50 tỷ. Không, không phải vậy. Tôi nói với bạn là bởi vì nếu bạn không hình dung được nó, cái cảm nhận của nó, cái cảm xúc gắn kết với những gì bạn có, thì bạn sẽ không bao giờ kiếm được tiền. Và bởi vì mình không hiểu được là lúc mình kiếm được những thứ đó thì nó sẽ mang lại cho mình cái gì mà nó tạo ra cho mình cái động lực. Bởi vì bộ não của bạn nó tiết ra những cái hormone, những cái adrenaline để mà bạn có thể thực thi những hoạt động của mình. Tôi sẽ nói ở những bước tiếp theo. Và khi bạn có thể tưởng tượng, bạn mường tượng được, bạn hình dung được và bạn có thể cảm nhận nó bằng cái ngũ quan của mình, và thậm chí bạn có thể nếm được, bạn có thể ngửi được, bạn có thể nghe được cái âm thanh, bạn có thể sờ thấy, bạn có thể gần như là cảm nhận được tất cả những cái điều xảy ra xung quanh bạn, thì lúc đó bạn sẽ thấy rằng tiền nó đang rất gần mình rồi, đúng không? Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba mà tôi muốn bạn làm, bước thứ ba này rất là quan trọng, đấy là bạn hãy đưa những gì bạn hình dung, bạn mường tượng bạn hình dung và bạn cảm nhận được, bạn viết nó ra giấy. Làm ơn hãy viết nó ra giấy và viết nó trở thành một cái dream board, hay là một cái vision board, hay một cái bản đồ ước mơ của mình. Bản đồ ước mơ của mình thì luôn luôn như tôi đã nói với các bạn và hướng dẫn trong cuốn Thiết kế cuộc đời thịnh vượng, nó cùng 8 phần, đó là sức khỏe, tâm linh, tinh thần, cảm xúc, mối quan hệ, tiền bạc, tình yêu và sự nghiệp. Ok, đó là 8 cái khía cạnh của cuộc sống của bạn. Bạn hãy viết nó ra, hãy hình dung mình trong 5 năm, 10 năm tới mình sẽ như thế nào về sức khỏe, cơ thể mình sẽ như thế nào. Ok, bây giờ nói về tiền, vậy thì sự nghiệp của mình như thế nào, vị trí của mình ở đâu, mình sẽ làm chức giám đốc hay là quản lý hay là một người chủ nào, mình sẽ có bao nhiêu tiền, tiền của mình nó đến từ đâu, bao nhiêu nguồn thu nhập thụ động, bao nhiêu nguồn thu nhập từ nghề tay trái của mình, bao nhiêu nguồn thu nhập từ cái nghề mà tôi nói với các bạn nó nghề kiếm thêm, hoặc là bao nhiêu nguồn thu nhập từ cái công việc chính của mình. Bạn phải đưa nó vào trong trang giấy. Bạn phải đưa nó vào trong trang giấy và nhớ là đọc lại nó 5 đến 10 phút một lần một ngày. Như vậy bạn sẽ đọc nó mỗi một lần 5-10 phút, mỗi ngày đọc 2 lần. Như vậy bạn sẽ hình dung rằng
bạn sẽ có 20 phút bạn sống với mục tiêu của mình. Và đó là mục tiêu chứ không phải là ảo tưởng. Đó là thứ mà bạn cam kết toàn bộ thời gian, công sức và cả tâm huyết của bạn gắn kết với nó, chứ không phải là sự ảo tưởng sức mạnh. Rất nhiều người sau khi đọc những cuốn self-help, những cuốn phát triển bản thân, họ bị ảo tưởng, chẳng hạn như đừng bao giờ làm ngược với đám đông, đừng bao giờ gọi là đi theo đám đông, thì chúng ta sẽ phải là làm một cái điều gì đó khác biệt đi. Ý thì rất tốt. Cái mục tiêu của cuốn sách hay những cái cuốn phát triển bản thân rất là tốt. Nhưng bạn phải hiểu bạn là ai, bạn muốn gì trong đời một cách cụ thể. Bạn nói là đi ngược đám đông cũng được, nhưng nếu bạn nhiều người đi ngược đám đông thì bạn lại trở thành đám đông, đúng không ạ? Do đó cái quan trọng nhất là bạn muốn mục tiêu của bạn là gì. Bạn có thể tưởng tượng, bạn hình dung và bạn cảm nhận được nó hay không, sau đó viết nó ra trang giấy. Bởi vì một ngày chúng ta có khoảng 88.000 cái suy nghĩ khác nhau theo nghiên cứu của Đại học của bên Mỹ. Và 80%, 90% trong số đó là những suy nghĩ bị lặp lại. Nó gọi là rampant. Những cái thinking, những cái thoughts của chúng ta nó bị rampant, tức là nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó không có clear cut, tức là nó không có sự rõ ràng. Và một trong thứ để cho chúng ta rõ ràng đó là chúng ta viết nó ra giấy và đọc đi đọc lại mỗi một ngày. Các bạn biết trong cái cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân ấy, lý do tại sao mỗi một tờ kinh các bạn phải đọc nó 30 lần, 30 ngày liên tiếp không? Và mỗi ngày bạn phải đọc 3 lần không? Vì sao? Đó là sự gọi là tập trung và lặp đi lặp lại. Sức mạnh của tiềm thức. Thí dụ như ngày hôm nay tôi bắt đầu một cuộc đời mới. Ngày hôm nay tôi bắt đầu một cuộc đời mới, bạn đọc đi đọc lại 30 ngày liên tiếp. Và bạn luôn luôn nói với bản thân rằng ngày hôm nay tôi bắt đầu một cuộc đời mới. Và bạn biết không, sáng, trưa, tối bạn đều đọc lại, và thậm chí buổi tối là tờ kinh số 1 hay tất cả những tờ kinh đều phải đọc lại rất to để cho não bộ của bạn có thể cảm nhận được cái ngôn từ của nó. Và dần dần, thông qua thời gian, bạn chính là những ngôn ngữ của cuốn sách đó. Và bạn cũng chính là một trong những yếu tố, những cái tính cách, những cái con chữ, và cũng là chính là con người như vậy. Đây là quà tặng từ tiến sĩ Alan Fan, cố tiến sĩ Alan Fan, người đã mất trong năm 2015, là thầy của tôi. Và các bạn biết không, cuốn sách này là cuốn sách thay đổi cuộc đời hàng triệu người. Và đến thời điểm này, cái cộng đồng 6x66 ngày thử thách của tôi, các cái bạn mà đọc Bí mật Phan Thiên Ân, các bạn chạy được, bộ được, các bạn thay đổi được bản thân, bán được hàng, kiếm được tiền, là bởi vì các bạn tin vào bạn là phép nhiệm màu của thiên nhiên. Và để cho não bộ hiểu được chuyện đó, nó hình dung được, nó mường tượng được, và nó có cái cảm xúc gắn kết. Do đó làm cái gì thì làm, viết tất cả những điều mà mình mong muốn, 8 bánh xe cuộc đời của mình, về sức khỏe, tâm linh, tinh thần, cảm xúc, về tình yêu, về sự nghiệp, về mối quan hệ, về tất cả những thứ về tiền bạc của mình, vào trang giấy. Nếu bạn muốn đọc trước và đọc thử về cái chương này, nó gọi là cái chương tầm nhìn cuộc sống của cuốn sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng, hãy để lại cái email ở phía dưới để chúng tôi có thể tập hợp lại, comment ở phía dưới những cái email của bạn, chúng tôi có thể tập hợp lại và gửi cái chương cho bạn, cái chương tầm nhìn cuộc sống 15 trang trong đoạn đấy cho bạn đọc thử, để các bạn có thể hình dung cách các bạn lên cái kế hoạch như thế nào để viết ra cái cuộc đời của mình làm sao. Khi mà bạn có thể viết ra cuộc đời của mình trên những trang giấy, và như tôi chẳng hạn, ở trong cái màn hình máy tính của tôi, đó chính là dream board của tôi. Trong cuốn sách các bạn đọc cũng là dream board của tôi. Tôi để lên trên màn hình luôn. Ví dụ như 100.000 thanh niên Việt Nam, quan hệ gia đình vượt trội, thân thiết, kết nối với Thượng Đế mỗi ngày, đi từ 23 quốc gia mới một năm. Cái này thì Covid thì giờ chưa đi được, nhưng mà tôi sẽ đi bù vào năm sau. Xây dựng cái quỹ thiện nguyện Happy Life Foundation, không lo lắng gì về tiền bạc. Đọc tối thiểu 40 cuốn sách một năm và viết 4 cuốn sách năm nay. Tham gia 2 giải chạy marathon vào năm 2020, thí dụ vậy. Và tôi đang on track làm điều đó. Tôi viết ra và tôi nhìn thấy nó mỗi một ngày. Nó không phải là một tờ giấy dán tường, nó là một thứ gì đó rất sống động. Tôi nhìn nó vào buổi sáng trước khi tôi làm việc, và vào buổi tối khi tôi ngồi tôi đọc comment của các bạn trên diễn đàn, hay tôi đọc comment các bạn trên YouTube này. Đó là cách tôi làm. Ok, bước thứ tư và bước cuối cùng
mà tôi muốn trao đổi với các bạn để các bạn có thể huấn luyện bộ não của các bạn kiếm được tiền. Ngoài cái chuyện là mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể và nó trung thực với chính bản thân mình và nó không ảo tưởng. Cái thứ hai là bạn phải đọc đi đọc lại nó, đúng không? Để các bạn có thể mường tượng, hình dung và có cảm xúc với nó. Và bạn viết ra giấy là bước thứ ba. Sau đó là bạn hãy tưởng tượng lại nó. Nhớ ha, cái bước thứ ba, nếu như bạn muốn nhận 15 cái trang sách trong việc tầm nhìn cuộc sống của thiết kế cuộc đời thịnh vượng, bạn hãy để lại email ở cái comment phía dưới và chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn 15 trang sách trong cái chương 3 của tầm nhìn cuộc sống để các bạn có thể tham khảo. Bước thứ tư, bước này rất quan trọng, rất thái phạm và rất là mang tính chất của tôi, đó là nhấc mông lên, hành động. Rất nhiều người bị ấn tượng bởi câu nói này của tôi và họ cũng hành động. Hành động là như thế nào? Nào, bây giờ không có tiền, video trước nói rồi, làm nào kiếm được rất nhiều tiền? Get a fucking job. Hãy kiếm một công việc chất tiền nào đó để bạn có thể kiếm được tiền. Nào, đúng không ạ? Hãy kiếm bất cứ một công việc nào để kiếm được tiền. Đừng bao giờ nghĩ rằng là gì, cái giá của ngôi nhà biệt thự quá cao. Ngày hôm nay tôi chat với anh em, nói ok, hai vợ chồng tôi chuẩn bị mua một cái căn biệt thự 400m2 20 tỷ để nó kiểu, các bạn bảo ôi ước gì em có khoảng số tiền đó giống như thầy để em có thể mua được một căn biệt thự 20-22 tỷ như vậy. Tôi bảo ố, vấn đề là kiên trì, vấn đề không phải là bạn đắt. Cái biệt thự 400m2 22 tỷ 20 tỷ nó là đắt với bạn, không phải. Đó chính là bởi vì bạn không có tiền để trả cho nó, và vấn đề lớn nhất đó là bạn không có tiền, chứ không phải là vấn đề là cái giá của cái căn biệt thự đó nó đắt. 22 tỷ một căn biệt thự 400m2, bạn bảo ồ nó đắt quá. Không, nó không đắt. Vấn đề chính của bạn đó là gì? Bạn không có tiền để mua nó. Hãy nhớ lại câu nói của Jim Jones và câu chuyện tôi kể vào thời điểm tôi còn là sinh viên học năm thứ nhất của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, và tôi ghé thăm nhà thầy của tôi. Hành động, nhấc mông lên và làm những hoạt động nhỏ để tiến tới cái ước mơ của mình. Và vấn đề không bao giờ là giá cả của món đồ, vấn đề luôn luôn nằm ở cái chỗ là bạn không có tiền để trả cho món đồ đó, có đúng không ạ? Nào, khi mà bạn nhìn vào cái Dreambot mỗi ngày, vấn đề của bạn không phải là nhìn vào cái Dreambot và nói ồ, Dreambot cũng được nhưng mà khó quá, giờ sao đây, làm sao tôi nói làm sao, làm ngay nào. Bây giờ hãy đặt mục tiêu là IELTS 8 chấm, ok. Vấn đề của bạn không phải là việc của bạn không đạt IELTS 8 chấm. Vấn đề của bạn là you don't show up every day. Show up your fucking ass every face, ok. Your fucking ass every day. Bạn không có tập nói mỗi ngày, bạn không có tập viết mỗi ngày, bạn không có tập nghe mỗi ngày, bạn không học từ vựng mỗi một ngày, hay bạn không có làm bài tập về ngữ pháp mỗi ngày. Học tiếng Anh mà, đúng không? Nghe nói đọc viết. Hồi xưa nó TOEFL IBT, bây giờ nó là IELTS. Whatever, bất cứ cái chuyện gì bạn muốn, đó vấn đề của bạn không phải là không đạt được nó, mà vấn đề của bạn đó là bạn không làm những hành động nhỏ đó mỗi ngày. Huấn luyện bộ não kiếm tiền, sau khi hình dung được mục tiêu cụ thể rất rõ ràng, rất là sung sướng, có thể hình dung, có thể mường tượng, có thể sờ nắn, có thể cảm nhận được nó bằng năm giác quan, ngũ giác của mình rồi. Giờ sao? Muốn có cái xe Porsche, wow, good. Muốn có một cô bồ nóng bỏng ngồi cạnh cái bên ghế phụ của cái xe Porsche, what you do? Làm gì? Đó là đi kiếm một công việc, đó là mài giũa các kỹ năng kiếm tiền của mình. Kỹ năng về thiết kế, kỹ năng về bán hàng, kỹ năng về sales marketing, kỹ năng về tư vấn, kỹ năng về đầu tư, kỹ năng về môi giới, đúng không? Kỹ năng mở chuỗi cửa hàng bán lẻ mỗi một ngày, kỹ năng về tư vấn cho sếp để sếp có thể kiếm được nhiều tiền hơn mỗi ngày. Bạn có làm được chưa? Nếu bạn không làm được điều đó thì đừng mong về cái voucher đó, hay là đừng mong về một căn biệt thự, hay đừng mong về những cái thứ mà bạn muốn sở hữu. Hãy hành động mỗi ngày, dù đó là hành động nhỏ. Nào, muốn chinh phục cái 42 cây marathon, full marathon. Nào, sub 4. Ở Việt Nam chưa có 1.000 người có thể chinh phục được sub 4. Ngày hôm nay tôi viết nó ra giấy. Tôi có thể cảm nhận được cái âm thanh của bạn bè tôi chúc mừng tôi như thế nào khi tôi về đích. Tôi có thể hình dung được tôi sẽ chạy như bay hay là một cách kiên nhẫn như thế nào trong suốt một cái chặng đường là 3 giờ 50 phút suốt từ lúc 4 rưỡi sáng
đúng không? Cho đến lúc gần như là 9 giờ hoặc là 8 rưỡi. Các bạn có thể hình dung được là khoảng 8 giờ 15, 8 giờ 20. Giữa nắng, mồ hôi nó sẽ đổ ra như thế nào? Cái sự mệt mỏi của cơ thể nó sẽ như thế nào? Tôi có thể hình dung được điều đó. Sự cảm nhận của tôi khi tôi cán đích nó sẽ sung sướng như nào? Máy ảnh lia vào tôi và chụp hình như nào? Tôi có cảm nhận tôi bay được như nào? Tôi đang hình dung, mường tượng và cảm nhận được. Nhưng cái đó nó sẽ là mộng tưởng mà thôi. Nó giống như kiếm tiền vậy đó. Nó là mộng tưởng hết. Nào, việc của tôi bây giờ là gì? Tôi xây dựng một kế hoạch tập luyện 16 tuần. Chia ra thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4 đến tuần 16. Ngày 1 chạy easy run làm sao, ngày thứ 2 easy run làm sao, ngày thứ 3 nghỉ ngơi như thế nào, thứ 4 chạy interval làm sao, thứ 5 nghỉ như thế nào, thứ 6 chạy easy run như thế nào, thứ 7 chạy yes so như thế nào, vân vân. Và chủ nhật chạy long run làm sao, bao nhiêu km cụ thể, và tôi sẽ đo lường và đánh giá nó một cách cụ thể và tôi hành động. Chứ tôi không chọn ngồi đó mà mơ. Bởi vì nếu ngồi đó và mơ thì tất cả số tiền của bạn sẽ chẳng bao giờ đến mà đâu, đúng không? Các bạn sẽ thấy khi tất cả những bài nói của tôi, dù tôi đứng tôi ngồi hay thậm chí là tôi ngồi đối diện trước mặt bạn, nhìn vào camera và tôi nói với các bạn rằng các bạn luôn luôn cảm nhận được cái năng lượng của tôi, là bởi vì tôi hiểu được là tôi cũng đã từng giống như các bạn, và cái năng lượng tôi cần truyền tải cho các bạn là như nào. Và cuối cùng đó là hãy kiên trì, kiên trì đến tận cùng. Patience as fuck. Ok, bạn hãy kiên trì đến tận cùng. Và mỗi một ngày bạn phải show up và show up. Mỗi một ngày phải làm. Sau khi đã có mục tiêu, sau khi đã có công cụ, sau khi đã có chiến lược, cứ thế mà lao vào mà làm. Và bỏ ngoài tai tất cả những điều mà người khác nói về mình. Đó là cách lớn nhất để bạn có thể hỗ trợ bộ não của mình và huấn luyện nó, cấu tạo lại nó để bạn có thể kiếm tiền. Nghe này, Albert Einstein đã nói trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Và bạn biết không, tất cả những con người chúng ta được sinh ra đều được có những cái cấu hình về CPU. Tưởng tượng nó, bộ não này nó giống như là một cái CPU của một cái máy tính vậy đó. Thì chúng ta đều được cấu hình về RAM, về độ tốc độ vi xử lý và bộ nhớ. Tất cả mọi thứ là giống nhau. Nhưng bây giờ bạn cấu hình như thế nào? Tức là bạn lập trình, bạn đưa vào đây là Windows 95, hay bạn đưa vào Windows 98, hay là Win 10, hay là Macintosh, đúng không? Mac OS, bạn đưa vào như thế nào thì hệ điều hành nó sẽ chạy như vậy. Hay bạn đưa vào Linux, bạn sẽ thấy rằng cuộc đời của bạn sẽ đi đúng những cái gì bạn đưa vào bộ não của bạn. Và tiền bạc cũng vậy. Khi bạn nghe đến đây, là một lần nữa tôi nói với bạn rằng bạn là người khao khát thành công. Tôi không khen sang mồm, tôi không khen đãi bôi. Tôi biết bạn là người khao khát thành công. Bởi vì chỉ có người khao khát thành công mới ngồi nghe cái video của tôi nói đến thời điểm này mà thôi. Và tôi xin chúc mừng bạn, bạn có yếu tố đầu tiên để thành công. Nhưng việc cần bạn làm là gì? Hãy hình dung rõ mục tiêu, hãy hình dung nó, mường tượng nó và cảm nhận được nó, viết nó ra giấy. Muốn tham khảo thì hãy mua cuốn sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng, hoặc không thì để email lại chúng tôi gửi cho bạn 15 trang của Thiết kế cuộc đời thịnh vượng để bạn có thể tham khảo video này. Sau đó hãy đọc nó mỗi một ngày và hành động. Và tôi xin chúc bạn thành công. Và Thái Phạm xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi, hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.